Xin chào tất cả các bạn chơi môn cờ biệt thì ngày hôm nay thì công ty cờ bạc biệt làm một cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm áo đổi bài. Thì với cái sản phẩm áo đổi bài này thì các bạn chơi á, các bạn không cần phải luồn bài vào, bài người đang chơi mình có thể sử dụng đổi luôn. Đấy thì đầu tiên thì giới thiệu các bạn là áo thun đổi bài, áo thun thời trang này, hộp tay đổi bài này, áo sơ mi đổi bài này và áo gió mùa đông đổi bài. Đây là áo gió mùa đông thể thao nhá. Nó có hai kiểu đổi, một là đổi ống tay, hai là đổi ở bụng. Đấy, tôi sẽ đi vào test cho các bạn chi tiết từng dòng áo nhé. Đầu tiên thì test cho các bạn cái áo thun này. Đây, với cái áo thun này chúng ta dùng pin, dùng pin tiểu nhé. Thì các bạn mua cái pin tốt tốt một chút là ok. Về mẫu mã thì rất nhiều mẫu mã. Đấy, các bạn tham khảo, các bạn có thể giao cho mình cái số điện thoại trên màn hình đấy. Về cân nặng thì có đủ cho các bạn cân nặng từ 50 cho đến 80 cân đều có cho các bạn nhé. Tôi sẽ đưa mặt của tôi test cho các bạn xem này. Đây các bạn nhìn cái áo này, rất là thời trang và đẹp này. Thế đây là giúp này dùng để pin. Đấy, tôi sẽ mặc và tôi đổi cho các bạn xem. Ưu điểm là bài nào cũng có thể đổi được. Sau khi test xong cái áo thun này, tôi sẽ test cho các bạn cái áo sơ mi và cái áo đổi vào ống tay. Đây. Đây là chỗ để pin này. Các bạn lưu ý cho tôi là dùng pin tốt một chút. Đấy, không đáng gì cả. Này, 4 quả như thế này nó rất là khỏe luôn. Các bạn chơi vài ngày với 4 quả pin này có thể chơi vài ngày. Đấy. Cái này thì bạn cho hoạt đây. Hoặc cái quần tôi. Đấy, bạn nhìn chưa? Rất là vừa vặn luôn này. Thoải mái luôn này. Đấy, tôi sẽ đổi cho bạn xem nhé. Bài nào cũng đổi được nhé, quan trọng bài. Đây, cho một bài vào đây này. Đấy. Đây tôi sẽ để nửa bài, các bạn nhìn cái bài bay ra nhé này. Đấy, rất là nhanh luôn này. Đấy. Đấy. Rất nhanh nhá. Đấy. Đấy, các bạn nhìn này. Biết sao các bạn nhìn thấy không? Đấy, các bạn mà cần đổi gần chi tiết hơn, gần hơn thì tôi sẽ gửi cho các bạn cái video đổi gần nhé. Đấy, rất là nhanh này. Đổi này. Để cho các bạn nhìn này. Đây à. Đấy. Nhìn nhá, các bạn nhìn thấy chưa? Con 4 nhá. Đổi vào này. Đấy, con 10 này. Đấy, rất nhanh này. Đấy. Thì tiếp theo thì giới thiệu cho các bạn cái áo sơ mi. Đấy, tôi sẽ mặc luôn cái áo sơ mi vào này. Đây, bạn nhìn áo sơ mi này. Cái ưu điểm mà của cái áo đổi bài này thì nó lại rất là rõ ràng luôn, là vì là các bạn không cần phải nghe bài đi. Các bạn chơi áp dụng cho chơi liêng hay ba cây hay bài cào là đều được luôn nhé. Với cái sản phẩm áo đổi bài này, bên tôi bảo cho các bạn một năm tất cả sản phẩm sử dụng máy của Nhật. Đấy, pin xịn luôn, máy xịn luôn. Khi mua thì bên tôi sẽ khuyến mại các bạn pin, còn sau này hết thì các bạn sẽ tự mua pin ở bên ngoài. Đấy, bạn nhìn đổi này, tôi sẽ lấy bài khác này. Đấy, đây bạn cho món bài vào đây là chút đổi bài. Đấy, cho vào đổi này, đổi này. Đấy, rất nhanh luôn này, các bạn nhìn này. Đấy, cực nhanh, hiệu quả trong tất cả các môn bài. Tiếp theo thì đến cái áo gió mùa đông thể thao. Đây, đổi bài ống tay nhá. Thì tôi sẽ mặc luôn cho nó nhanh. Cái áo sơ mi nữa. Tôi bỏ cả lóng. Chơi cái này rất tiện dụng. Áp dụng tất cả các môn bài. Đấy. Đây là cái sản phẩm áo đổi bài ống tay này. Các bạn nhìn này. Rất thể thao luôn. Rất đẹp. Đấy, bạn điền cưới hoặc khác như này. Đấy, thế tập chơi luôn. Đấy, bạn nhìn này. Đấy, rất thể thao luôn. Đây, đổi vào ống tay này. Cái này đổi đâu. Đây, cho bạn nhìn luôn này. Đấy. Đấy, tôi sẽ lắp pin vào. Cái này chưa lắp pin.
đây cái này thì là chưa lắp pin này, tôi sẽ lấy cái lắp pin. Đây cái này phải là cái lắp pin rồi này. Đây cho bạn xem cái lắp pin rồi này. Đây lắp pin rồi nhá, thẻ áo quay là tôi chưa lắp pin. Đây đây là áo đổi bài ở ống tay nhá, này thời tiết hơi nóng thì mặc áo này hơi nóng. Đây bạn cho bài này vào này. Đây cho vào đổi này cái con áo này. Đấy. Đấy bây giờ này con chín này. Đây bạn nhìn này, khi bạn chơi thì nó như nào đây, bạn chơi thì bạn kết nghe như này là đổi. Đấy nghe hai loại bài khác nhau. Đây đấy bạn nhìn thấy không, rất hiệu quả luôn. Các bạn che cầm che như này cho vào này là kín bưng luôn. Đấy còn tôi quay các bạn, tôi chỉ cho bạn xem như này. Đấy đây. Đấy rất hiệu quả luôn nha. Đây tiếp theo thì là đến một cái áo là bụng. Một cái áo đổi bài ở bụng, áo gió. Đây, các bạn nhìn rất là đẹp luôn. Cái này cũng dùng, nó có hai dòng nhá. Nếu áo mấy cái áo gió này thì hai dòng, một dùng một dòng là dùng sạc pin và như điện thoại mà một dòng dùng pin. Cái này thì là dùng sạc pin này. Đây, đổi ở bụng này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Tôi để sẵn một con bài trong trong này ra. Đó rất nhanh rồi này. Đây con nhìn tốc độ đổi này đó. Đấy rất nhanh, khi chơi thực tế thì nó chuyển tre là ok rồi. Ra như này, ra này đúng chỗ là ra này. Đấy rất hiệu quả và nhanh. Thì các bạn có mua hàng thì các bạn alo trực tiếp xuống thoại rồi nhá, ở trên màn hình. Tất cả các sản phẩm này sẽ đổi cho các bạn bảo hành một năm nhé. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy bài bịp CVK Việt Nam này làm một cái video để giới thiệu đến các bạn cái dòng sản phẩm mới ra mắt của hãng. Đấy, như là dòng sản phẩm mới nhất của hãng này. Đầu tiên là máy bài CAC700 này, CVK900 này, CVK680S và một con máy bài ngụy trang trên nền chiếc Samsung kia, cái vỏ hộp hồng kia. Thì sau đây sẽ đi vào test cho bạn chi tiết từng dòng máy một. Đầu tiên là con CAC700. Đấy, vỏ hộp này rất đẹp luôn. Đây, đây là máy của nó. Cái này thì bên trong là ẩn chứa là 12 camera hỗ trợ tất cả các môn bài Việt Nam. Ngoài Bắc phải chơi ba cây liêng, sâm, phẩm, chắn, trong miền Nam chơi bài cào này, binh Ấn Độ, binh sập xám, gờ lâm lá và bị hủ. Cái phần cứng thì làm giống như một chiếc iPhone 8 này. Đấy các bạn nhìn thấy không, cái này nghe gọi nhắn tin bình thường nhá. Rồi tôi sẽ vào môn chơi, tôi kết cho bạn xem này. Đây môn chơi là bên trong này. Đấy, phải có mật khẩu nó mới vào được nhá. Đây trò chơi này. Đấy tôi sẽ kết cho các bạn môn liêu, một trong môn bài rất là phổ biến luôn. Tôi để bốn người chơi, để bốn người chơi và báo một nhà lớn nhất cho nó nhanh. Thì khi chơi á là các bạn đeo cái tai nghe bằng bluetooth không dây siêu nhỏ này nhá. Đây đây là cái tai nghe bluetooth này, nó sẽ báo kết quả vào tai cho các bạn. Bây giờ tôi đang để ra ngoài. Đây đặt này, cắt đi này. Báo rất là nhanh luôn. Bốn người chơi, một báo một, chắc chắn là một lớn nhất rồi. Đấy liêng luôn. Đấy là liêng luôn này. Đấy những nào còn lại này không có gì luôn này. Máy báo một là một liêng luôn đấy. Máy báo siêu nhanh, siêu chuẩn xác. Trong quá trình chơi là các bạn để tăng giảm được số người chơi nhá, bằng lưu âm lượng các bạn bấm lên nó sẽ lên, ví dụ có người vào hay người ra.
Thế bây giờ sẽ chuyển sang môn tiếp theo là môn bài cào. Bài cào miền Nam. Đây, môn chơi này, rất nhiều môn chơi này. Tôi vẫn để một báo một nhà lớn nhất nhé. Các bạn có thể để báo nhiều nhà, có thể là hai nhà hoặc tất cả, có bao nhiêu người trên bàn nó sẽ báo tất. Tôi sẽ chuyển một bài cào này. Để báo hai. Đấy. Đấy. Nhìn hai máy 1, 2, 2 là bảy nhà lớn nhất. Đấy, báo là cực chuẩn xác luôn. Những nhà lại thấp hơn. Đấy. Đấy, trong quá trình chơi các bạn muốn tăng giảm số người chơi, các bạn bấm tăng người đây ở lượng luôn lượng này. Đấy. Test thêm cho các bạn là môn cái bài môn bài ở trong miền Nam, đó là môn bài biên độ hay còn gọi là ba cây đôi. Và tôi sẽ để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất. Đấy, muốn bình độ nhé, để ngang dọc cái quan trọng này. Đấy, báo 1 thì là 1 lớn nhất. Đây, muốn bình 6 lá các bạn nhìn này. Chuẩn chưa, máy báo chuẩn xác 100% luôn. Tiếp theo thì giới thiệu với các bạn cái máy đánh bài CVK900. Sẽ bỏ cái máy này đi. CVK900 đây. Đây, con máy đánh bài này ngụy trang trên một con iPhone 13 rất là đẹp luôn. Đấy. Tôi sẽ cho vào con test cho bạn một liêng luôn này. Máy rất là đẹp. Rồi tôi sẽ kết liêng này. Các bạn nhìn thấy máy rất đẹp luôn này, iPhone 13 này. Đấy. Đấy, liêng. Và bài chắc là bài lớn nhất rồi. Đấy, 9 điểm này. Bạn nhìn này, 9 điểm này. Đây, một liều nhá. Đấy, cái này tăng giảm số người chơi bình thường. Máy đặt cả báo rất nhanh. Đấy, cắt đi là báo. Rất là nhanh, đấy là máy CVK900. Đấy, cho bạn xem lại. Tiếp theo là con CVK680. Đây. Con này thì được nguyên trang trên một lền một chiếc iPhone 8. Cũng trên lền một chiếc iPhone 8 rất là đẹp luôn. Xin chào tất cả các bạn chơi môn cờ bịp thì ngày hôm nay thì công ty cờ bạc bịp làm một cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm áo đổi bài. Thì với cái sản phẩm áo đổi bài này thì các bạn chơi á, các bạn không cần phải luồn bài vào, bài người đang chơi mình có thể sử dụng đổi luôn. Đấy, thì đầu tiên thì giới thiệu các bạn là áo phun đổi bài, áo phun thời trang này, hộp tay đổi bài này, áo sơ mi đổi bài này và áo gió mùa đông đổi bài. Đây là áo gió mùa đông thể thao nhá, nó có hai kiểu đổi, một là đổi ống tay, hai là đổi bụng. Đấy, tôi sẽ đi vào test cho các bạn chi tiết từng dòng áo nhé. Đầu tiên thì test cho các bạn là cái áo phun này. Đây, với cái áo phun này chúng ta dùng pin, dùng pin tiểu nhé. Thì các bạn mua cái pin tốt tốt một chút là ok. Về mẫu mã thì rất nhiều mẫu mã. Đấy, các bạn tham khảo, các bạn có thể giao cho mình cái số điện thoại trên màn hình đấy. Về cân nặng thì có đủ cho các bạn cân nặng từ 50 cho đến 80 cân đều có cho các bạn nhé.
Thì tôi sẽ đưa mặt và tôi test cho các bạn xem này. Thì đây các bạn nhìn cái áo này, rất là thời trang và đẹp này. Thì đây là giúp này dùng để pin. Đấy, tôi sẽ mặc và tôi đổi cho các bạn xem. Ưu điểm là bài nào cũng có thể đổi được. Sau khi test xong cái áo khung này, tôi sẽ test cho các bạn cái áo sơ mi và cái áo đổi vào ống tay. Đây, đây là chỗ để pin này. Các bạn lưu ý cho tôi là dùng pin tốt một chút. Đấy, không đáng gì cả. Này, 4 quả như thế này là nó rất là khỏe luôn. Các bạn chơi vài ngày với 4 quả pin này có thể chơi vài ngày. Đấy. Cái này thì bạn cho vào đây. Hoặc cái quần thôi. Đấy, bạn để ra. Rất là vừa vặn luôn này. Thoải mái luôn này. Đấy, tôi sẽ đổi cho bạn xem nhé. Bài nào cũng đổi được nhé. Quan trọng bài. Đây, cho một bài vào đây này. Đấy. Đây, tôi sẽ để ngửa bài, bạn nhìn cái bài bay ra nhé này. Đấy, rất là nhanh luôn này. Đấy. Đấy. Rất nhanh nhá. Đấy. Đấy, các bạn nhìn này. Biết sao các bạn nhìn thấy không? Đấy, các bạn mà cần đổi gần chi tiết hơn, gần hơn thì tôi sẽ gửi cho các bạn cái video đổi gần nhé. Đấy, rất là nhanh này. Đổi này. Đấy, các bạn nhìn này. Đây à. Đấy. Nhìn nhá, các bạn nhìn thấy chưa? Con 4 nhá. Đổi vào này. Đấy, con 10 này. Đấy, rất nhanh này. Đấy. Thì tiếp theo thì giới thiệu cho các bạn cái áo sơ mi. Đấy, tôi sẽ mặc luôn cái áo sơ mi vào này. Đây, bạn nhìn áo sơ mi này. Cái ưu điểm mà của cái áo đổi bài này thì nó lại rất là rõ ràng luôn, là vì là các bạn không cần phải nghe bài đi. Các bạn chơi áp dụng cho chơi liêng hay ba cây bài càng là đều được luôn nhé. Với cái sản phẩm mà áo đổi bài này, bên tôi bảo cho các bạn một năm tất cả sản phẩm sử dụng máy của Nhật. Đấy, pin xịn luôn, máy xịn luôn. Khi mua thì bên tôi sẽ khuyến mại các bạn pin, còn sau này hết thì các bạn sẽ tự mua pin ở bên ngoài. Đấy, bạn nhìn đổi này, tôi sẽ lấy bài khác này. Đấy, đây bạn cho món bài vào đây là chút đổi bài. Đó, cho vào đổi này, đổi này. Đấy, rất nhanh luôn này, các bạn nhìn này. Đấy, cực nhanh, hiệu quả trong tất cả các môn bài. Tiếp theo thì đến cái áo gió mùa đông thể thao. Đây, đổi bài ống tay nhá, thì tôi sẽ mặc luôn cho nó nhanh. Bỏ cái áo sơ mi nữa, tôi bỏ cả lóng. Chơi cái này rất tiện dụng, áp dụng tất cả các môn bài. Đấy, đây là cái sản phẩm áo đổi bài ống tay này, các bạn nhìn này, rất thể thao luôn, rất đẹp. Đấy, bạn điền cưới hoặc khác như này, đấy, đến tập chơi luôn. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, rất thể thao luôn. Đây là đổi bài ống tay này. Cái này đổi đâu? Đây, cho bạn nhìn luôn này. Đấy, đây tôi sẽ lắp pin vào, cái này chưa lắp pin.